Phi Nhung bộc bạch chuyện gia đình, con nuôi Dịch Vu Lan. Trong tập 43 chương trình Chuyện Ngại Nói phát trên YouTube của Siêu Mẫu Xuân Lan tối 20 tháng 8, Phi Nhung đã có hơn 60 phút chia sẻ về câu chuyện cuộc đời, tình mẫu tử và duyên nợ với 23 người con nuôi. Phi Nhung cho biết, chị dạy Wendy con gái ruột đang sống ở Mỹ thế nào thì dạy con nuôi như thế. Chị luôn dành nhiều thời gian tâm sự, thăm hỏi các con như một người bạn. Phi Nhung tham gia chương trình Chuyện Ngại Nói của Xuân Lan. Nói về thị phi vừa qua, nữ ca sĩ giải thích thà chị bị chửi chứ chị không để con bị người ta chửi hay chê, mặc dù fan của Hồ Văn Cường chửi chị nhiều. Chị chia sẻ mình đã bỏ hết cái tôi của một người mẹ để làm huề với Cường, để con không bị tủi thân, thà mẹ lã còn hơn để con đi đường sai, Phi Nhung nói. Thông qua chương trình, Phi Nhung cũng gửi lời nhắn đến Hồ Văn Cường, Cường có coi chương trình này thì con cũng biết là thời gian qua mẹ bị chỉ trích thì giờ mẹ đã có lại một người con ngoan. Phi Nhung cũng trải lòng chuyện tình cảm cá nhân, 12 năm qua chị không hẹn hò với bất kỳ người đàn ông nào. Chị muốn dành hết tình cảm cho con gái Wendy và những đứa con nuôi của mình. Phi Nhung bộc bạch chuyện gia đình, con nuôi Dịch Vu Lan. Trong tập 43 chương trình Chuyện Ngại Nói phát trên YouTube của Siêu Mẫu Xuân Lan tối 20 tháng 8, Phi Nhung đã có hơn 60 phút chia sẻ về câu chuyện cuộc đời, tình mẫu tử và duyên nợ với 23 người con nuôi. Phi Nhung cho biết, chị dạy Wendy con gái ruột đang sống ở Mỹ thế nào thì dạy con nuôi như thế. Chị luôn dành nhiều thời gian tâm sự, thăm hỏi các con như một người bạn. Phi Nhung tham gia chương trình Chuyện Ngại Nói của Xuân Lan. Nói về thị phi vừa qua, nữ ca sĩ giải thích thà chị bị chửi chứ chị không để con bị người ta chửi hay chê, mặc dù fan của Hồ Văn Cường chửi chị nhiều. Chị chia sẻ mình đã bỏ hết cái tôi của một người mẹ để làm huề với Cường, để con không bị tủi thân, thà mẹ lã còn hơn để con đi đường sai, Phi Nhung nói. Thông qua chương trình, Phi Nhung cũng gửi lời nhắn đến Hồ Văn Cường, Cường có coi chương trình này thì con cũng biết là thời gian qua mẹ bị chỉ trích thì giờ mẹ đã có lại một người con ngoan. Phi Nhung cũng trải lòng chuyện tình cảm cá nhân, 12 năm qua chị không hẹn hò với bất kỳ người đàn ông nào. Chị muốn dành hết tình cảm cho con gái Wendy và những đứa con nuôi của mình. Phi Nhung bộc bạch chuyện gia đình, con nuôi Dịch Vu Lan. Trong tập 43 chương trình Chuyện Ngại Nói phát trên YouTube của Siêu Mẫu Xuân Lan tối 20 tháng 8, Phi Nhung đã có hơn 60 phút chia sẻ về câu chuyện cuộc đời, tình mẫu tử và duyên nợ với 23 người con nuôi. Phi Nhung cho biết, chị dạy Wendy con gái ruột đang sống ở Mỹ thế nào thì dạy con nuôi như thế. Chị luôn dành nhiều thời gian tâm sự, thăm hỏi các con như một người bạn. Phi Nhung tham gia chương trình Chuyện Ngại Nói của Xuân Lan. Nói về thị phi vừa qua, nữ ca sĩ giải thích thà chị bị chửi chứ chị không để con bị người ta chửi hay chê, mặc dù fan của Hồ Văn Cường chửi chị nhiều. Chị chia sẻ mình đã bỏ hết cái tôi của một người mẹ để làm huề với Cường, để con không bị tủi thân, thà mẹ lã còn hơn để con đi đường sai, Phi Nhung nói. Thông qua chương trình, Phi Nhung cũng gửi lời nhắn đến Hồ Văn Cường, Cường có coi chương trình này thì con cũng biết là thời gian qua mẹ bị chỉ trích thì giờ mẹ đã có lại một người con ngoan. Phi Nhung cũng trải lòng chuyện tình cảm cá nhân, 12 năm qua chị không hẹn hò với bất kỳ người đàn ông nào. Chị muốn dành hết tình cảm cho con gái Wendy và những đứa con nuôi của mình. Phi Nhung bộc bạch chuyện gia đình, con nuôi Dịch Vu Lan. Trong tập 43 chương trình Chuyện Ngại Nói phát trên YouTube của Siêu Mẫu Xuân Lan tối 20 tháng 8, Phi Nhung đã có hơn 60 phút chia sẻ về câu chuyện cuộc đời, tình mẫu tử và duyên nợ với 23 người con nuôi. Phi Nhung cho biết, chị dạy Wendy con gái ruột đang sống ở Mỹ thế nào thì dạy con nuôi như thế. Chị luôn dành nhiều thời gian tâm sự, thăm hỏi các con như một người bạn. Phi Nhung tham gia chương trình Chuyện Ngại Nói của Xuân Lan. Nói về thị phi vừa qua, nữ ca sĩ giải thích thà chị bị chửi chứ chị không để con bị người ta chửi hay chê, mặc dù fan của Hồ Văn Cường chửi chị nhiều. Chị chia sẻ mình đã bỏ hết cái tôi của một người mẹ để làm huề với Cường, để con không bị tủi thân, thà mẹ lã còn hơn để con đi đường sai, Phi Nhung nói. Thông qua chương trình, Phi Nhung cũng gửi lời nhắn đến Hồ Văn Cường, Cường có coi chương trình này thì con cũng biết là thời gian qua mẹ bị chỉ trích thì giờ mẹ đã có lại một người con ngoan. Phi Nhung cũng trải lòng chuyện tình cảm cá nhân, 12 năm qua chị không hẹn hò với bất kỳ người đàn ông nào. Chị muốn dành hết tình cảm cho con gái Wendy và những đứa con nuôi của mình. Phi Nhung bộc bạch chuyện gia đình, con nuôi Dịch Vu Lan. Trong tập 43 chương trình Chuyện Ngại Nói phát trên YouTube của Siêu Mẫu Xuân Lan tối 20 tháng 8, Phi Nhung đã có hơn 60 phút chia sẻ về câu chuyện cuộc đời, tình mẫu tử và duyên nợ với 23 người con nuôi. Phi Nhung cho biết,
chị dạy Wendy con gái ruột đang sống ở Mỹ thế nào thì dạy con nuôi như thế. Chị luôn dành nhiều thời gian tâm sự, thăm hỏi các con như một người bạn. Phi Nhung tham gia chương trình Chuyện Ngại Nói của Xuân Lan. Nói về thị phi vừa qua, nữ ca sĩ giải thích thà chị bị chửi chứ chị không để con bị người ta chửi hay chê, mặc dù fan của Hồ Văn Cường chửi chị nhiều. Chị chia sẻ mình đã bỏ hết cái tôi của một người mẹ để làm huề với Cường, để con không bị tủi thân, thà mẹ